Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Ngày Hôm Nay. Thì hôm nay cả nhà có thấy gì không? Uyên Quỳnh mặc đồ rất là khác luôn. Hôm nay ở bên Mỹ này là lễ Halloween đó cả nhà. Ở khu Uyên Quỳnh ở á, mới dọn về đây á, thì họ ăn lễ Halloween rất là lớn. Xung quanh đây á, rất là nhộn nhịp, rất là vui. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Chị chào em ha. Em chào chị. Happy chào. Halloween trễ ha. Hôm qua là Halloween có lớn không? Dạ không, em cũng đi làm. Ồ, hôm qua em cũng có đi làm hả? Dạ. Hôm qua ăn Halloween ở tiệm rồi. Mùa này lễ rồi. Hay chắc đông khách lắm hả? Dạ cũng được. Ồ, mà em làm công việc gì quên nữa? Em làm ngành nail facial đó chị. Em qua Mỹ được bao lâu rồi? Dạ, em qua năm 92. Trời, dạ. Em bao nhiêu tuổi? Em 44. 44 tuổi, qua 30 năm rồi hả? Dạ. Qua lúc còn nhỏ dữ vậy đó. Dạ đúng rồi. Em qua Mỹ chuyện gì? Dạ thưa em, gia đình HO chị. Ồ, vậy hả? Rồi nguyên gia đình em qua đây hết. Dạ. Nhưng mà có mình em đang ở Texas. Mấy anh chị ở Cali. Có một mình ở Texas thôi. Dạ. Sao mà ghen vậy? Có quen ai ở bên Texas không? Dạ lúc trước đó dạ. Có nhỏ bạn nó ở đây đó. Xong qua đây làm nail. Rồi em có lập gia đình lần nào chưa? Có chị. Nhưng mà giống như ở chung vậy thôi chứ. Thì cũng ở chung được 8-9 năm. Có đứa bé gái. Năm nay cũng được 19 tuổi rồi. Đi học college. Wow, con em cũng lớn rồi ha. Rồi em đi làm nail bao lâu rồi em? Cũng mười mấy năm rồi chị. Trước đây em làm công việc gì? Trước đây em làm phụ văn phòng bác sĩ. Character, answer the phone rồi mấy bác sĩ giống như ai bị accident làm giấy tờ cho bác sĩ trị mấy cái treatment đó. Sao em không làm công việc đó nữa? Công việc đó nó cũng basic income thôi chị, giống như em làm giống như nói chung là cũng weekend part time thôi à. Lúc còn ở Cali á. Công việc đó thì nó cũng đúng rồi, basic hả? Dạ, basic. Nhưng mà công việc đó em nói tiền lương basic nó là lương nó thấp hơn tiền nail, làm nail nhiều phải không? Dạ, ý lại làm ít giờ đó. Chỗ văn phòng chỉ cần cuối tuần kiểu gì. Tại hai ba người phụ, lượng hai ba người phụ làm giấy tờ. Em rồi em với người yêu chia tay bao lâu? Dạ, cũng 10 năm. Wow, chia tay cũng lâu vậy luôn á hả? Chồng cũ của em, ba của con bé là 10 năm nha. Wow. Trong 10 năm đó rồi em có quen anh nào khác không? Cũng có đấy, cũng có quen nhưng mà không có hợp. Chưa có tiến tới xa lâu. Ở Việt Nam quê em ở đâu? Em sinh ở Phan Thiết chị. Rồi em qua đây lúc mà em còn nhỏ vậy, rồi em có về quê thăm quê không? Cũng có, em về với gia đình ba mẹ em lúc cũng 7-8 năm rồi. Còn nhớ lại ký ức, còn nhớ lại quê hương không?
khi em về em thấy lạ lắm không? Dạ cũng thay đổi nhiều, nhưng mà ở Phan Thiết thì cũng phát triển, bạn bè thì cũng ai cũng có gia đình. Về nhìn ra nữa không? Dạ chị cũng người chị ở Tiền Giang, chị ở Tiền Giang. Em coi video của chị lâu chưa ha? Ai giới thiệu em hay là sao? Em coi được mấy tuần nay thôi chị. Mấy tuần nay mà em coi còn em thấy ít người cỡ tuổi tuổi em. Một hai cô tên... Em nói là ở bên đây hay ở Việt Nam? Em coi đa số là em coi mấy người ở Mỹ ở đây. Ở bên đây thì ít có người cỡ tuổi em, đúng rồi đó. Còn ở Việt Nam thì có nhiều, rất là nhiều cô nhỏ hơn em nữa ha. Em rồi em làm nail thì em làm được editing không? Dạ em làm cũng được editing chị. Rồi con em hiện tại có sống chung với em không hay là ở riêng rồi? Dạ con em thì ở đông, nó học college đó. Thì cuối tuần cũng nó cũng về rồi đi shopping đi ăn rồi. Mới năm nay nó vô đại học á. Và nó học và nó ở gần trường luôn á hả? Dạ. Mình cũng chiều tại nó thích thoải mái. Có một đứa thôi nên cũng buồn rồi. Nhiều khi bạn bè thì mấy năm trước thì cũng có chứ, nhưng mà 2 năm nhiều rồi thì cũng ít đi đây đó nên. Con bên Mỹ này mà mình đâu có ép nó được đâu, nó muốn nó muốn sống cuộc đời của nó. Em rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một người yêu cho em á, em muốn người đó như thế nào hả? Thì có việc công việc tốt, làm việc rồi là family man, giống như biết lo cho gia đình. Cũng phải chuẩn chạc một chút. Cũng đơn giản thôi. Còn em có muốn người đó bao nhiêu tuổi không hả? Dạ dưới 50. Dưới 50 với lại cao khoảng 5'7, 5'8. Em cao bao nhiêu? Em hơi lùn. Em thấy là 5'1 thì khoảng 5. Năm 6 tìm người luôn cỡ đó, 5'6 đừng cao quá. Cao cái đó mang ra dạy nhà khoảng 5-6 phân lên là đi là đẹp rồi, phải không? Nói chung là đẹp. Rồi em sinh năm mấy hả? Dạ thưa em sinh 77 chị, 1977. Nếu như một người muốn làm quen với em thì họ hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào hả? Đừng có hút thuốc nhiều thôi chị. Em tìm người không hút càng tốt. Không thuốc càng tốt. Lâu party, party thì nhậu uống một hai chai gì thôi, xã giao nha. Em ở bên Hilton đó, ở tắc xịt mà em ở thành phố nào? Em đang ở San Antonio, cách Houston 2 tiếng. Ở chỗ em có đông người Việt sinh sống không? Cũng không có cùng một chỗ, giống như nó rải rác ra cũng nhiều tiệm nail cũng, nhưng mà không có đông. Không có đông như Houston hả? Dạ, không có ở cùng một khu á. Nói chung là mỗi tiệm nail cứ rải rác ra gì đó. Mà đa số là đều Mary. Em coi ra nhạc rồi, em phải qua Hilton hả? Hay là ở chỗ em có?
Thỉnh thoảng có chị, hồi mấy năm trước em có đi cũng nhiều ca sĩ về San Antonio. À, chỗ em ở là có Có nhiều nhà hàng của người Việt Nam không? cũng mấy nhà hàng Việt, kiểu không có đông như như Houston, như Austin đâu, nhưng mà nó cũng phát triển, thành phố nó phát triển nhà nó. Em qua Việt Nam ấy, em qua Mỹ này 30 năm rồi, em về Việt Nam được bao nhiêu lần hả? Em về được 2 lần chị, Về được 2 lần. lần cùng với ba mẹ em. Nếu mà em không về với ba mẹ em chắc em quên mất đường đi quá phải không? Qua đây lúc còn nhỏ quá mà. Em nghĩ là mình có điểm mạnh gì ha? Điểm mạnh của em á thì em cũng tự lập, kiểu em thì giống như tự lập, trước đi làm biết lo cho con. Còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là hay dễ nhẹ dạ, hay tin những người xung quanh á. Nhiều khi tin hơi 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 hay bị ý ý sơ ý á, không có cẩn thận. Hay tin người rồi mình bị thiệt thòi đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi giống như những lúc rảnh rỗi là em thích làm công việc gì ha? Dạ thì rảnh rỗi thì em cũng đi chợ rồi shopping rồi về nhà nấu ăn vậy đó chị. Một tuần đó là em làm mấy ngày? Em làm 6 ngày chị. Em có nghĩ là mình sẽ dọn về Cali sống không? Tại vì em sống ở đây có một mình em thôi, phải không? Chị em Cali cũng cũng có hỏi em về, nhưng mà bạn bè em ở Cali thì nói chung mỗi đứa nó cũng đi tiểu bang khác nhiều quá, nên em về đó thì cái việc ngành nail nó không có bằng ở ngoài phía trước. Nó kinh cắt cỏ nó hơi ồn xong. Ở bên Cali á, là làm nail á, nó không có bằng ở bên Tắc Xịt hay ở bằng thành phố em ở. Dạ, cái lương với nhà mắc luôn chị nha. Đúng rồi. Nhà bây giờ nhà em đang ở á, là nhà của em hay là nhà em thuê? Thuê chị, em đang thuê. 5 năm trước thì em còn nhà, nhưng mà em mới bán rồi năm ngoái. Em hiện giờ em ở thuê thôi. Là em sale một phòng hay là em thuê nguyên căn nhà ở? Hiện giờ em sale phòng thôi, apartment, new apartment. Ồ, apartment là em phải thuê nguyên căn hộ chứ sao em sale phòng ở trong đó được hả? Đâu, em thuê nguyên căn trong khu apartment đó. Ở bên Cũng mới đó, mà. thuê thuê có mắc không em? Nhà khu này mới nên nó mắc, nhưng mà nó rộng rãi này, cũng khoảng 1.500 kiểu gì đó. Cũng rẻ hơn Cali, nhưng mà nó cũng có cái patio, nó cũng thoáng lắm. Đầy đủ nhà mình ở thì nó thoải mái, nó an toàn. Đi sau phòng thì nó cực quá, ở trong nó không thoải mái ha.
Dạ đúng rồi. Mà em ở bên Cali được bao lâu rồi mới đi qua đây? Hồi em đi học tới 2 năm college ở Cali á, là em ở Cali như khoảng 8-9 năm á, rồi em mới qua Texas. Cha mẹ em còn không? Dạ còn, ở cùng ông anh ở bên tiểu bang New Mexico, cách cách Texas khoảng 8-9 tiếng lái xe á. Dạ. Em ở hơi xa gia đình. Em rồi em có để ý được anh nào trên kênh của chị không ha? Thì nói chung mấy anh cũng chia sẻ nhiều. Em có nghĩ là mình sẽ đi một tiểu bang khác ở không? Nếu mà em nghĩ thì một là em đi Florida thôi, hai là Texas thôi. Hai tiểu bang ấm phải không? Người Việt Dạ. đông. Nhưng mà ở Texas thì cũng good lắm rồi em, tại vì ở đó người Việt đông, không có lạnh nữa phải không? Không lạnh. Dạ, chỉ 1-2 tuần lạnh, tháng 1 với chị tháng 2 rồi đó. Thì Rồi nó là, với cũng lại giá nhà nó lại thấp nữa, nó không có cao. Khi em định đi thêm bước nữa như thế này nè, con của em có ủng hộ em không ha? dạ con bé thì nó cũng ủng hộ. Hiện tại em đang thuê cái nhà 2 phòng đó hả? Dạ cái Sao? apartment chị. Apartment. Sao mà em thuê 2 phòng mà ở một mình phí vậy? Em tại vì hồi năm ngoái bé nó còn ở với em á, thì hết cái list thì nhiều khi đồ đạc nó còn để trong phòng nhà. Đang ở chung rồi bây giờ bỏ ra riêng à, bây giờ hai người mướn 2 chỗ hơi tốn tiền nhiều không, mà con nít nó đâu có tính vậy. Dạ, thì nó cũng mới vô học vào tháng 9 vô đông á. Rồi à, trường học của con em nó có gần chỗ của em không? Cũng nổi tiếng đó chị, ở UTSA á. UTSA. Rồi con em nó có đi làm thêm không? Hay là đi học thôi? Có chị, nó đi làm part-time kia. Tại vì chị muốn biết đó là khi con em đi học vậy đó, rồi em có nuôi con em đi học không hay là tự nó lo hết? Một phần đó là em help, tại vì em có mua cái college hồi 10 năm trước, em có mua cái college đó. Rồi bé nó học cũng khá thì nó có tiền, nó có financial ấy ở Ở nó trường xin nhà là nó học tiền giỏi, nó được dạy học bổng ở trường đó một phần thôi. hả? Rồi em mua là mua bảo hiểm đó hả? Dạ, mua rồi 10 năm trước đó, em mua college đó. Thì mỗi tháng mấy trăm đồng á, thì bây giờ thì cũng được 50-60 ngàn cho nó học kiểu gì đó. Còn nếu mà 3-4 năm sau nó muốn học thêm nữa thì nó loan thêm ở financial ấy. Nói chung cũng Ồ, em mua cái đó là giờ là mỗi tháng nó đi học là bên bảo hiểm trả tiền cho nó hả? dạ giống như nó mua sách vở gì á thì nó lấy ra thì bảo hiểm nó trả lại, phải mua trước trong vòng trước 7-5 năm trước đó. Thì bây giờ nó cái tiền lời với lại cái tiền vốn rồi nó trả lại cho college student mà mình phải dùng cho những cho chi phí ở trong trường đó, chứ không có thể dùng chuyện khác. Em nhưng mà rồi bây giờ hiện tại là em còn đóng cái bảo hiểm đó không, hay là bà có giới hạn thời gian không, khi nào không đó không đóng nữa không? Dạ thì mình vẫn đóng mỗi tháng mấy trăm gì đó. Nó không có thời hạn cho mình khi nào mình không đóng hết à? Mình phải đóng, tại vì cái tiền nó tiền
tiền lời nó sẽ vô đó, nó cũng giới hạn với tỷ mình thấy đủ thì mình ngưng lại thôi. Rồi con em á, là thí dụ mà con em nó học xong á là em không không đóng nữa. Dạ dạ đúng rồi. Nó thuộc của State Farm á, State Farm nó bán cho College Fund á. Là mình cứ việc đóng là mỗi tháng là mấy trăm đó, mà mình phải mua trước 7 năm. Last em nó nói em cũng không biết nữa, nhưng mà nó lấy cái tiền từ cái State Farm nó có thể mua sách vở đồ này nọ, cho mấy cái trả tiền học đồ này nọ, thì nó không có phải bỏ tiền túi ra đó. Hồi xưa em có học high school không? Qua đây là em có, em học, em start lớp 8 chị, 4 năm school, em vô được college được 2 năm. Lúc đó là em cũng vừa đi học vừa đi làm, tự em học đó. Lúc mà em vô college đó hả? Uh-huh. Dạ, dạ. Lúc đó thì em đi làm cũng ít thôi, làm part time thôi, lúc đi học á. Yeah. Thường á thì chị hay nghe nói mấy đứa đi học sinh đó, nó hay làm part time giống như em đó. Nhưng mà chị muốn biết là cái nó làm part time như vậy á, rồi có đủ tiền để nó chi phí để đóng tiền trường không? Chị nghĩ chắc không có đủ à? Dạ, lúc đó không đủ đâu, phải xin financial aid. Lúc đó năm đầu thì em được financial aid đó. Nhưng mà phải keep up cái điểm mình, nó phải good thì cái năm thứ hai mới được. Là người ta cũng cho mình tiền tiền học bổng. Dạ. Nhưng mà phải cố gắng học cũng hơi khó à nha, vừa đi làm mà vừa phải gắng học giỏi nữa. Khó. Dạ. Em rồi em có muốn người yêu của em sắp tới là một anh muốn làm quen với em là có tính lãng mạn không ha? Mọi nhà thì lãng mạn, được lãng mạn với lại chia sẻ với mình thì càng tốt. Ông xã trước đây của em, ba cũng bé đó, có lãng mạn không? Không chị, Hy còn Hy cũng bình thường thôi, không có kêu người Việt Nam kêu bằng tiếng Nhật lắm. Dạ không có lựa. Em với Hy quen nhau hả, hai người ta làm ai giới thiệu? Dạ em quen biết nhau. Em quen Hy bên đây là em qua đây đó phải không? Dạ. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ, em chào khán giả. Ok, bye em ha. Chúc em ngày mới tốt lành. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Okay. Chị có một ngày tốt. Ok, bye em ha.